Hỏi cái coi, quê con đâu? Dạ quê con alo. Dạ dạ ba vừa hỏi con gì ạ? Hỏi nhà con đâu? Dạ nhà con hả? Đâu có gọi nữa, bị lỗi bây giờ. Dạ, con ở một mình bác. Đâu có hỏi câu đó. Hồi nãy ba hỏi con câu gì? Đâu hỏi gì đâu, không hỏi gì hết. Thôi, được rồi. Nhà Sài Gòn, nhà Sài Gòn. Không có nó. Mốt đừng về bất ngờ vậy nha, giật mình lắm.